cùng nhau lắng nghe một câu chuyện của Cổ Nguyệt, thờ quỷ Linh Nhi. Quý thính giả hãy tiếp thêm động lực cho Cổ Nguyệt bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của bạn ấy nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh sớm. Nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Trên giọng lắc lư, vừa nghêu ngao ca bài giọng cổ có cái tên là Lòng Dạ Đàn Bà. Đang xuống mùi thì đột nhiên nghe thấy ở ngoài sân có tiếng ai đó réo tên mình, giọng vô cùng thánh thoát. Anh Tám ơi, Tám Tàng ơi, có nhà không? Ông Tám ngồi bật dậy, hóng mặt ra ngoài ngó dòm coi ai kêu, rồi khi nhận ra đó là bà Út Nga làm trại hòm ở trên đầu xóm. Ông liền phóng xuống võng, tính chạy vô trong nhà, nhưng đã bị bà Út Nga kịp thời nhìn thấy. Bà kêu giật ngược: Ê nè, trời, đi đâu đó? Làm gì thấy tôi á như thấy ma vậy cha nội? Ông Tám cực chẳng đã, mới đành quay đầu nhìn lại. Ông cười hề hề, giả bộ gãi gãi đầu rồi nói: Làm gì có ở đâu cậu Út, mà cậu kiếm tôi có chuyện gì không? Ông Tám vốn không phải sợ gì bà Út Nga, cũng không có thiếu nợ nần gì, mà tại vì nhà của bà Út Nga làm trại hòm từ đó giờ. Người ta nói hễ mà bà tới nhà ai là nhà đó có điềm. Tuy rằng cũng có trúng có trật, mà trúng là không biết trúng thật hay vô tình trùng hợp, nhưng người dân quê trước giờ vẫn rất tin vào mấy cái mê tín đó, nên cứ nhìn thấy mặt của bà Út Nga ở đâu là người ta cũng đều né bả ra như né tạ. Bà Út Nga lúc này đã bước được một chân vô bên trong hiên nhà của ông Tám, nhưng nhìn thấy đôi mắt của ổng đang liếc nhìn vô chân còn lại của mình, bà Nga liền xua tay, trề cái môi thâm xì ra mà than thở: Tôi biết rồi. Thôi, tôi đứng ở ngoài nói chuyện là được chứ gì. Bởi người ta nói nhà tôi làm trại hòm cũng là làm phước. Ai nghèo nghèo hay khó khăn gì tôi đâu có lấy tiền đâu, còn tăng thêm đồ lễ cúng, khuyến mãi thêm vàng hát phá hoàng với đạo tỳ đưa tiễn nữa, cũng là tích công đức. Vậy mà đi tới đâu ai cũng né, nghĩ mà chán thiệt. Ông Tám nghe vậy thì cũng thấy thông cảm. Đúng thật, bà Út Nga nói không sai. Nhà bà giàu, ở cái nhà lầu ba tấm, đất đai thì rộng rãi, ruộng vườn cò bay thẳng cánh. Bà còn xây thêm một cái nhà dạng như nhà xưởng để làm trại hòm, mà kiểu cũng vì làm đam mê thôi, chứ tính ra nguyên cái xóm này thì nhà ai cũng nghèo, có một mình bà là giàu nhất xứ. Nên từ khi mở trại hòm ra tới giờ, bà miễn phí với từ thiện cũng muốn hết gần phần nữa. Bà Út Nga coi vậy chứ tốt tánh, chắc tại vì vợ chồng ổng bả không có con nên mới ráng làm thiện tích đức. Nghe đầu cũng đi vái tứ phương để cầu con rồi, mà Phật trời chưa thương, nên cho tới bây giờ hai vợ chồng già cũng mãi còn quạnh hiu cô độc. Ông Tám lúc này mới cười cười, nói bâng quơ: Tôi có nói vậy cô đâu mà, cô cứ vô nhà tự nhiên đi. Bà Út Nga vui ra mặt, sảng khoái nói: ách trà phải vậy chứ, mai mốt có gì á, tôi khuyến mãi cho anh thêm một đội kèn tay. Ông Tám nghe vậy, liền trợn mắt la lớn: Trời trời trời, gì vậy má? Tự nhiên cái trụ người ta chết vậy? Bà Nga bịt miệng không kịp, biết mình lỡ lời nên liền cười xòa nói lại: Chết, tôi quên,
Thôi anh hoan hỷ đi ha, bệnh nghề nghiệp. Ông Tám miễn cưỡng gật đầu, nhưng khuôn mặt vẫn còn mang đậm nét khó chịu. Ông đứng chống nạnh nhìn bà Út Nga, ông hỏi: Rồi giờ con qua nhà kiếm tôi có chuyện gì không? Bà Nga lúc này mới giả lả: Tôi tính kêu anh qua làm cho tôi, chứ mấy đứa nhỏ nó thàn quá hả. Tự nhiên cái dạo này đắt hàng, vài bữa cái có đám ma, vài bữa cái đám ma, tụi nó làm mệt mà không có ai thay ca hết đó anh. Ông Tám Tàng nghe vậy thì lúc này mới chịu thay đổi hẳn thái độ. Ông mở to hai con mắt ra nhìn bà Út Nga rồi sởi lởi hỏi: Thiệt hả cô Út? Mày đét ơi, ta nói mấy nay nằm ở không chán quá trời hả? Bà Út Nga gật đầu: Vậy là anh chịu làm cho tôi rồi ngang. Được thì mai anh qua luôn đi, chứ mai là tới hai cái đám ma lận, một cái ở đầu xóm, còn cái ở cuối xóm. Ta nói toàn chết trẻ không hả? Ông Tám thì suốt ngày ở nhà, bị còn lo giữ bầy heo cho nhỏ con gái, nên đâu có biết gì tình hình xóm giềng xung quanh nhiều. Con gái của ổng là Hai Lít. Người ta hỏi sao đặt tên kỳ vậy, thì ổng nói tại hồi xưa bị bể kế hoạch cho nên mới sanh ra nó. Còn mà hỏi cặn kẽ hơn nữa thì ổng mới kể lại như vậy. Ngày xưa ông Tám Tàng là một tay nhậu có tiếng nhất nhì ở trong xóm, tới nỗi mà người ta kêu ổng là con ma men, chứ còn không nhớ ổng có cái tên là Tám Tàng nữa. Ông Tám vốn mồ côi từ nhỏ, cha mẹ coi cải lương, thích thì đặt tên Tám Tàng vậy, chứ ổng có anh chị hay em út gì đâu. Sống một mình cho tới lớn cũng không có bà con thân thích hay họ hàng gì. Từ ngày cha mẹ chết, ổng lớn lên trong tình yêu thương và đùm bọc của xóm giềng. Hàng ngày ông Tám chỉ đi làm thuê làm mướn để kiếm cái ăn, ai kêu gì thì làm đó. Mà cứ làm xong về nhà thì buồn, lại đi mua rượu nhậu một mình, nhậu riết ghiền. Nên hễ ai ở trong xóm mà có đám tiệc hay dỗ quẩy gì, không cần ai mời ổng cũng có mặt. Bà con thấy ổng chỉ tới ăn chút đỉnh rồi nhậu, nhưng cũng biết phụ giúp, nên không ai thấy ổng vô duyên hay khó chịu gì cả. Bảo vệ cho tất cả là điều mà các nhà khoa học RED nghiên cứu trong 60 năm qua. Đó là lý do các sản phẩm RED bảo vệ được nhiều người khỏi côn trùng ở khắp nơi, mà trái lại còn tiếp đãi bình thường. Bị ông Tám nhậu xỉn xong lại về ngủ à, chứ không có quậy quạc hay phá làng phá xóm gì hết. Còn lúc ổng làm công chuyện thì vô cùng có tâm, nên thành ra người ở trong cái xóm này ai ai cũng đều quý ổng. Rồi vào bữa nọ, ở trên xóm trên có cái đám giỗ của nhà một ông thầy chuyên về coi bói với phong thủy. Ông Tám nghe tiếng giao thớt là chạy lên, chứ cũng có quen biết gì đâu. Nghe nói nhà ông thầy này có đứa con gái lỡ thì gần U30 rồi mà không có ma nào tới rước. Bữa đó ông Tám có dịp được diện kiến nhan sắc thì theo ổng đánh giá là không đẹp, chưa bàn tới ngũ quan trên gương mặt. Nhưng xét về hình thể thì cô này có một cái body vô cùng tròn trịa với kích thước 3 dòng đều cùng một cỡ. Từng ngấn mở cứ rung rinh lúc lắc theo từng bước chân di chuyển của cổ, làm cho ông Tám tự nhiên nhìn thấy cái bị ở hơi ngang. Rồi suốt cả một buổi cũng không dám thò đuổi vô cái tô thịt kho tàu. Cũng hôm đó, ông thầy phong thủy không hiểu nghĩ gì, tự nhiên lại đi mời ông Tám ở lại ăn thêm bữa cơm chiều. Ông nói là thích ông Tám bởi vì nhìn ông có cái tướng trượng phu. Ông Tám Tàng nghe thấy khoái, có biết trượng phu là cái gì đâu, cũng bật cười hề hề. Ông thầy phong thủy đem ra cái canh rượu chuối hột khá đầy. Ông nói: Nè, bữa nay cậu uống với tôi, uống cho một bữa cho tới cái coi. Lâu rồi tôi không có uống, tại không có gặp người nào hợp cả hết trơn.
Đây là 2 lít rượu tôi ngâm lâu lắm rồi, giờ mới đem ra đó. Ông Tám Tàng không hề suy nghĩ, nhìn thấy rượu mà lại còn nghe nói là rượu quý thì vô cùng sảng khoái, liền gật đầu cái rụp. Thế rồi cả hai người ngồi đối diện nhau, chén tạc chén thù cho tới tận khuya mới đủ sức câu chuyện ở trên đời. Cho tới khi trời sáng thì ông Tám mới ôm đầu bò dậy, nhìn ngang ngó dọc thì thấy sao bốn bề lạ hoắc. Nhìn kỹ lại chút nữa thì ông mới hoảng hồn, bởi kế bên còn có một người phụ nữ đang nằm. Ông Tám giật mình kêu lên một tiếng, làm cho người phụ nữ đó cũng giật mình dậy luôn. Lúc này thì ông Tám mới tá hỏa nhận ra, đó chính là cô con gái của ông thầy phong thủy. Mọi chuyện như thể là được an bài. Ông Tám bị bắt chịu trách nhiệm phải cưới con gái người ta. Lúc đầu thì ông cũng cương quyết không chịu, nhưng sau bị ông thầy dọa sẽ bắt đem đi luyện âm binh thì ông sợ hãi hùng, gật đầu răm rắp. Thế là tự nhiên ông Tám Tàng có vợ, lại còn được ở rể, ăn cơm ngày 3 bữa, rượu uống thả ga. Cha vợ của ổng thì mấy năm sau tự nhiên nói đi về núi Châu Đốc lo chuyện gì đó, rồi giao luôn căn nhà lại cho 2 vợ chồng. Bà Tám sau đó cũng đẻ được 1 đứa con gái. Ông Tám đặt luôn cho nó là 2 lít để kỷ niệm cái ngày ổng bị cướp mất đời trai. Được cái con 2 lít nó đẹp gái, mặt mày sáng sủa ưa nhìn, chỉ có cái tên là xấu. Quay trở lại với gian cảnh nhà của ông Tám lúc này, nghe bộ Út Nga nói vậy, ổng cũng lấy làm tò mò, liền hỏi lại. Ủa thiệt vậy hả cô Út? Mấy nay tôi bán với cho hòm quá trời luôn. Ở bên xóm khác nghe tôi từ thiện cũng có qua xin nữa, mà không hiểu bị gì, người ta chết như rạ vậy đó. Hỏi ra toàn là chết trẻ với bị bệnh hồng hà. Ông Tám hơi cau mày, nhưng rồi cũng thôi, không bận tâm nữa. Giờ ông chỉ thích đi làm để cho có cái cớ mà ra khỏi nhà, chứ suốt ngày hết bị bà Tám kèm cặp, tới còn 2 lít nó cũng bắt chăn theo. Riết rồi ông cảm thấy cái nhà của mình y như là cái nhà tù vậy. Bà Út Nga từ giã đi về, sau khi đã nói rõ ràng công việc với tiền công này nọ cho ông Tám biết. Lúc này thì bà Tám mới từ trong nhà bước ra. Bà nghiêng cái đầu ngó nhìn theo bóng lưng của bà Út, rồi mới hỏi. Bà tới đây kiếm ông làm gì vậy? Ông Tám thuật lại câu chuyện. Bà Tám chưa nghe xong, đã xua tay gạt đi. Dẹp đi, bộ ở nhà tôi nuôi ông không nổi hay gì mà đi làm cho bà. Mà con mẹ nó cũng vô duyên, tự nhiên kêu người ta đi khiêng hòm. Nhà tôi có nghèo khó gì đâu mà rủ rê chồng tôi đi làm chứ. Ông Tám bắt đầu dở giọng. Thôi mà, tôi ở nhà ở không chán lắm, với lại đi làm cũng là kiếm thêm thu nhập, chứ có gì đâu mà bà càng ràng. Còn trại hòm của cô Út đó cũng làm từ thiện tích đức, mình giúp cũng tốt chứ có hại gì đâu. Ngày xưa cha dạy vậy đó, bộ bà không nhớ hay gì? Bà Tám lúc này mới ậm ừ, hình như thấy ông chồng mình nói có lý, nên cũng thôi không cản nữa, nhưng vẫn dặn. Được rồi, ông đi thì đi, mà nhớ là đi về rồi phải tắm rửa sạch sẽ xong mới bước vô nhà. Rồi rồi, tôi biết rồi. Bà Tám hứ nhẹ một cái, sau đó bỏ đi vô trong nhà để còn lo cơm nước. Ông Tám hí hửng lại trèo lên giọng gân cổ, nghêu ngao ca cái bài giọng cổ bị đứt đoạn vừa rồi. Sáng ngày hôm sau, ông Tám tranh thủ dậy sớm, rồi đạp chiếc xe cọc cạch đi qua bên trại hòm của bà Út Nga. Trời miền Tây độ rài đang vào mùa gió chướng, nên nước ở dưới sông cứ dâng lên dập chiều, tràn cả vào bờ, làm chết hết mấy bụi bông mòng gà mà ở trên xã đưa xuống để ra chỉ thị nông thôn đổi mới, xanh sạch đẹp gì đó. Ông Tám vừa bước vô trong trại hòm thì liền có mấy thằng thanh niên hớn hở chạy tới. Thằng thì níu tay, thằng thì níu áo. Tụi nó vui vẻ ra mặt,
nhao nhao lên loạn xà ngầu. Trời ơi mừng hú hồn, nay có chú Tám tới phụ. Thằng Phụng Lát ở gần nhà ông Tám, lúc này đang đứng kế bên cái hòm, có trạm hình con rồng bằng gỗ rất đẹp. Nó đưa hai cánh tay lên, vẫy vẫy rồi la lớn. Nè tụi bay, tất cả nghiêm trang chào đón chú Tám gia nhập vô cái đội khiên hòm uy tín, đẹp trai số 1 của miền Tây ngang. Xong nó quay qua nói với ông Tám. Chú Tám, này mừng bộ đồ dí dữ. Màu đen mà khiên hòm á, hợp với dáng chú luôn á chú. Ông Tám liếc hai con mắt nhìn nó, nói tỉnh bơ. Hợp ông nội mày chứ hợp, có mày mới hợp đó. Tên Phụng mà đứng gần hòm lông mọc, ta nói y như lông Phụng sum dày vậy đó. Thằng Phụng Lát vô thức ngó nhìn cái hòm lông mọc, rồi rùng mình lên một cái. Nó nhảy phắt qua một bên, gãi gãi đầu, rồi nói với ông Tám giọng hờn dỗi. Chú Tám này nấu gì đâu không hả? Ai mượn mày nói tào lao chi? Cả đám được dịp cười nghiêng ngả. Cùng lúc đó, bà Út Nga cũng từ bên ngoài đi vào, trên tay toàn tèn cái túi sách giác đầy kim tuyến. Bà nhìn hết một lượt rồi dừng lại chỗ ông Tám, cười tươi mà nói. Rồi, nay có anh Tám phụ rồi đó. Mấy đứa coi hướng dẫn cho ảnh ngang. Để mai rảnh cô đi kiếm thêm người phụ nữa. Giờ mình chia ra hai đội đi, một đội lên xóm trên, còn một thì đi xuống xóm dưới. Bà nói xong thì quay qua thằng Phụng Lát nói tiếp. Nè, mày rành rẽ ở đây á, mày chỉ đạo một nhóm đi lên trên xóm ngang con. Cô với mấy đứa khác xuống xóm dưới. Bị gì cái đám ma ở dưới đó cô từ thiện, phải có cô đi tặng còn biết đường nói chuyện an ủi người ta nữa. Thằng Phụng Lát gật đầu. Nó xoay qua chàng giai ông Tám như bạn bè, rồi nó nói. Ok cô, vậy để chú Tám vô đội của con nghe. Tại hai chú cháu ở gần nhà, có gì về chung cho tiện cô. Bà Út Nga gật đầu, sau đó quay lưng đi sắp xếp công việc. Chồng của bà Nga vốn làm công chức ở trên huyện, nên không có phụ giúp được gì nhiều cho trại hòm. Ông chỉ bỏ tiền bỏ vốn, rồi nghe vợ kể lại chuyện mừng ăn ra sao thôi, chứ cũng không có thời gian mà góp ý. Nhưng ông vô cùng tán thành và ủng hộ cái chuyện từ thiện của vợ mình. Thằng Phụng Lát tập hợp được đâu gần hơn chục người, toàn là thanh niên trai tráng. Chỉ có một mình ông Tám là già nhất. Nó tuyển ra 6 thằng khiêng cái hòm xuống ghe, đặt yên vị trước, rồi mới quay trở lên sửa soạn đồ nghề. Thằng Phụng Lát làm việc cho trại hòm của nhà bà Út Nga lâu rồi, nên có nhiều kinh nghiệm. Mỗi khi bà Nga có việc bận gì đó, hay là bị trùng đám ma, thì bà vẫn thường hay giao luôn cho nó tự xử một mình. Nó làm gọn hơ à. Ông Tám thì mới tiếp xúc với mấy cái công việc kiểu này, nên cũng còn bỡ ngỡ, đụng vô gì cũng hỏi. Nhưng thằng Phụng vẫn trả lời rất nhiệt tình. Nó nói. Bình thường thì cô Út làm từ thiện nhiều hơn là bán, cho nên mấy cái dịch vụ đi kèm ít lắm chú. Bữa nay lâu lâu mới bán được cái hòm lông mọc đó chứ. Lẽ ra là phải có hát hoàng, nhưng mà dạo này nhiều đám, người làm thì ít, nên cô Út có nói với bà Thúy Liễu là tự thuê ở ngoài rồi, mình đỡ cực chút. Ông Tám khẽ nhíu mày. Ông hỏi. Thúy Liễu nào? Thằng Phụng Lát hất hàm xuống dưới ghe, nơi có cái hòm đang yên vị. Nói vừa sửa soạn đồ vừa nói. Thì bà Thúy Liễu ở xóm trên, bà mua cái hòm lông mọc này nè. Chiều hôm qua bà tới mới lựa hòm, nói là chồng bà bị bệnh chết giữa khuya. Thầy coi sáng nay mới liệm, bà lựa trúng cái hòm mắc nhất trong trại luôn. Mà cũng đúng á, bị bà nhà giàu mà. Cô Út mới kêu là tự thuê thầy tụng với hát phá hoàng, chứ trại vợ không có người. Ông Tám nghe vậy thì gật đầu, không hỏi nữa mà thúc giục. Ừ thôi làm lẹ lẹ đi mày, xong tao còn về cho heo ăn nữa. Không thôi con hai lít nó lại lèm bèm nữa cho coi. Thằng Phụng Lát trợn mắt. Nó nói. Trời 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 gì đâu về. Chừng nào người ta hạ quyệt mới về ngang chú. Giỡn hoài. Ông Tám lúc này mới chân hững. Nhìn thằng Phụng Lát đang gom mấy cái bộ đồ đạo tì cho vào bịch vải.
ổng hỏi nó. Ủa gì kỳ vậy? Chứ không phải giao hàng xong rồi gì hả? Trời, ai làm dịch vụ mà làm vậy chú? Rồi ai khiêng hòm di quan? Ai khiêng hòm động quan? Mình làm trại hòm thì mình phải chọn gói cho người ta chứ chú. Ủa bộ cô Út không có nói với chú vụ này hả? Ông Tám lắc đầu. Không, mà chắc tại tao quên. Hôm qua bà nói tùm lum ai nhớ gì đâu. Mà thôi cũng được, làm cho người ta thì chịu chứ biết làm sao. Thằng Phụng lúc này cũng đã gom xong hết mấy thứ đồ chuyên dụng cần thiết trong đám tang. Nó lớn tiếng kêu hết bọn thanh niên đang còn ngồi gặm xôi ở trong trại xuống dưới ghe, rồi quay qua nói với ông Tám sau cùng. Mình đi chú, để tới trên đó người ta liệm xong là mình được ăn uống rồi, khỏi lo. Ông Tám gật đầu, rồi cùng với đám thanh niên giác đồ phóng dội xuống ghe, đặng đi cho kịp giờ hoàng đạo của nhà gia chủ. Ở vùng đất nông thôn miền Tây này thì chủ yếu di chuyển bằng đường sông nước, nhất là những thứ đồ nặng nề hay có diện tích to lớn thì chỉ có chở bằng ghe xuồng, chứ đường lộ bằng đất vừa nhỏ vừa gồ ghề, còn chưa kể tới mùa nước lên thì chỉ toàn phải xăng quần mà lội. Ghe chạy được một hồi thì cũng tới chỗ. Từ phía xa xa, ông Tám đã nhìn thấy có một ngôi nhà hai tầng xây theo kiểu mái Thái. Ở trước sân còn có che một cái rạp bằng mấy tấm bạt cao su lớn. Lúc này không cần hỏi thằng Phụng Lát thì ông Tám cũng biết đó là nhà của bà Thúy Liễu, bởi ông nhìn thấy được cái không khí tang thương đang bao trùm lên cả ngôi nhà. Có tiếng đờn giọng cổ buồn đến não lòng phát ra dằn dẳng, hòa vào trong cơn gió mùa lan rộng trải dài trên cả một khúc của con sông Dàm Láng. Chiếc hộp lồng mộc nhanh chóng được thằng Phụng cùng với năm thằng khác nữa khiêng lên trên bờ. Nó đưa mắt nhìn ông Tám rồi nói lớn. Chú Tám, lấy hai cái chân kê ở phía dưới trước cho con đi. Ông Tám gật đầu lia lịa, chạy xuống ghe, lôi lên hai cái chân đỡ như hai cái ghế dài, rồi chạy lại lên trên nhà, hỏi gia chủ chỗ đặt hòm nhập quan. Bà Thúy Liễu hai con mắt sưng húp, đỏ ngầu vì khóc thương chồng, nhưng cũng nhiệt tình phối hợp. Bà chỉ vào một góc trong gian phòng khách rộng lớn sang trọng của căn nhà hai tầng, rồi nói. Chú để ở đó đi, nẻ cái gường ra. Ông Tám lập tức làm theo. Mặc dù chưa rành cái công việc mai táng này, nhưng ông cũng có am hiểu chút ít về tâm linh với những điều kiêng kỵ. Tại hồi xưa cha vợ của ông là thầy phong thủy, kiêm luôn cả chuyện bói toán hay thậm chí là trừ tà. Cứ hễ mỗi lần rảnh rỗi lại lôi ông Tám ra ngồi truyền dạy những kiến thức hành nghề. Nhưng lúc đó ông Tám vốn không hề để tâm, nên cứ nghe tai nọ xỏ tai kia, chỉ nhớ linh tinh hay vào những lúc cần thiết thì ông mới nhớ. Chính vì vậy mà ông Tám mới biết là nếu như ở trong nhà có người chết, nơi đặt hòm phải tránh xa những gì có hình ảnh phản chiếu như gương hay nước. Bởi người ta tin rằng nếu để hình ảnh phản chiếu ra thêm một cái hòm nữa thì trong nhà sẽ gặp vận xui, nên nó đã trở thành điều tối kỵ nhất ở trong mọi lễ tang của tất cả người dân xứ này, hoặc là còn ở đâu nữa thì ông không biết. Chiếc hòm lông mộc lúc này đã được trang nghiêm đặt xuống. Thằng Phụng Lát quay qua hỏi bà Thúy Liễu. Chính giờ không liệm phải không cô? Bà Thúy Liễu gật đầu, khuôn mặt buồn rười rượi, không nói thêm câu gì. Thằng Phụng khoát tay cho cả đám đi ra ngoài để chuẩn bị đồ, đặng một lát còn làm lễ nhập quan cho người chết. Ông Tám cũng đi ra ngoài, ngồi ở ngoài bộ bàn ghế nhựa uống nước với mấy người ở trong xóm tới dự đám ma. Vốn cũng không quen biết nhiều như thằng Phụng Lát, nên ông chỉ gật đầu chào lấy lệ rồi nghe họ nói chuyện. Ngồi trước mặt của ông Tám là hai người đàn bà sồn sồn đang vừa uống nước vừa nói chuyện về cái chết của chồng bà Thúy Liễu. Một bà có mái tóc xoăn uống kiểu xì tôn lên tiếng. Nghe đâu ổng chết hồi khuya hôm qua, mà chết mất nó kỳ tử ơi chứ. Một bà khác có mái tóc dài búi cao củ tỏi,
rồi dắt chiếc đũa ngang như trào lưu thập niên 80. Nghe vậy thì liền quay qua hỏi: "Chết sao bà?" "Nghe nói là bị đột quỵ hay sao đó, đang sừng sững vậy cái lăn đùng ra chết. Nhưng mà tôi nghe hình như là..." Bà nói tới đó thì đột nhiên ngừng lại, rồi ngó giáo giác xung quanh như để dè chừng. Ông Tám lúc này mới giả bộ ngước nhìn ra ngoài như không thèm để ý, nhưng mà thực chất cũng đang lóng lỗ tai đặng ráng nghe. Người đàn bà tóc xoăn đó lại nói tiếp, nhưng nhỏ giọng hơn: "Tôi nghe nói ông bị trúng tà hay là ma ám gì đó bà." Bà kia nghe vậy thì thẳng thốt hỏi lại: "Gì ghê vậy? Mạng sao bà biết?" Bà tóc xoăn trả lời: "Hồi hôm qua thằng Tèo nó về nó kể nè. Rồi thấy ổng lúc chạng vạng hôm kia có đi ngang qua cái nhà của nó, mà nó nói nhìn ổng ngộ lắm, mặt mày xanh chành hà. Nó kêu ổng mà ổng đi luôn một hơi vậy đó. Nó còn nói lúc mà ổng đi khuất rồi á, nó nhìn thấy ở đằng sau lưng ổng có cái bóng của đứa con gái nào đó thấp thoáng, mặc bộ đồ trắng tinh, tóc dài tới dưới đất. Rồi cái nó nói sáng lợi thì nghe tin ổng chết. Trời ơi, tôi nghe nó kể ha mà tôi nổi hết da gà luôn đó má." Người đàn bà tóc búi củ tỏi lúc này đưa đôi mắt vô trong nhà, đợi có cái xác của ông chồng bà Thúy Liễu đang nằm, rồi khẽ rùng mình lên một cái. Bà nói: "Thấy ghê quá. Thôi thôi thôi, phun điếu xong rồi tôi về à. Bà có ở lợi thì ở đi." Vừa nói xong là bà liền đứng lên bỏ đi một nước. Người đàn bà tóc xoăn kia cũng vội vàng chạy theo kêu ý ới. Rồi sau đó bóng dáng của hai người khuất hẳn trên con đường nhỏ. Lúc này đã thấy được đất nhô lên, vì nước ở dưới sông cũng đã rút xuống từ từ. Ông Tám ngồi đó nhìn theo bóng lưng của họ, rồi ông mới nghĩ thầm trong bụng: "Hai con mẹ này mà ngồi nói chuyện với ông già vợ mình chắc hộp ca dữ lắm à." Tiếng trống đưa tin tử lúc này cũng bất chợt vang lên liên hồi. Thằng Phụng Lát từ bên ngoài bước vô, nó bận bộ quần áo màu đen như kiểu hát tuồng chỉnh tề. Trên đầu còn đội cái nón do tròn được may bằng vải như kiểu của mấy ông pháp sư trong phim ma Lâm Chánh Anh. Mấy thằng khác còn lại cũng vậy. Nó nhìn ông Tám nói: "Chú Tám, tới giờ không liệm rồi, chú phụ giả nắp hòm ra đi, xong rồi đóng lại cho con." Ông Tám gật đầu, sau đó khẽ nhíu mày nói với thằng Phụng Lát: "Ủa rồi tao đi theo tụi bay làm gì? Chạy lặt vặt vậy thôi đó hả?" Thằng Phụng cười hề hề, nó lắc đầu nói: "Đâu có, chừng nào chôn á thì chú đi khiêng hòm chứ. Theo phong tục thì 6 người khiêng, nhưng mà cũng có thể là 12 người, tùy vô bản mệnh của người chết hoặc là ngày giờ động quan. Vậy nên cô Út mới cần nhiều người làm đó." Ông Tám nghe tới đây thì hiểu, bởi vì cái này cũng nằm trong mớ kiến thức mà ông đã được chân truyền lại từ ông già vợ của mình. Tới giờ khâm liệm, cả đội 6 thằng mới đi vào bên trong, đứng cạnh linh cữu, chờ đợi người nhà chuẩn bị đồ bồi táng. Bà Thúy Liễu khóc ròng, dọn đồ cho chồng, mà cứ thúc thích cùng với mấy đứa con, cũng đứng khóc nhìn vào xác cha. Đúng 9 giờ, thằng Phụng ra hiệu cho 5 đứa kia chuẩn bị. Ở bên ngoài có một người con gái, trên đầu đội khăn tang, đang cầm micro, tiến vào, rồi quỳ ở trước đầu giường, mà vừa khóc, vừa lên câu giọng cổ, ca bài ca tiễn biệt. Ông Tám biết đây là tục lệ để đưa tiễn linh cữu người chết về nơi an nghỉ cuối cùng của người dân miền Tây Nam Bộ. Vì vậy, mới cần tới những người trong đội hát phá hoàng. Cô gái này đang cũng nằm trong đội đó. Mà cũng ngộ, không có bà con họ hàng gì hết, mà ta nói cổ vừa ca vừa khóc ngon lành. Đúng là những con người làm nghề vì cái tâm nó có khác. Thằng Phụng Lát sau khi đã hạ thể người chết cùng với đồ bồi táng xong xuôi, nó quay qua cố giải thích với người nhà là đừng nên níu kéo để cho người chết được ra đi thanh thản. Rồi nó lại quay sang nói với ông Tám: "Chú Tám,
đóng nắp hòm đi chú. Ông Tám gật đầu, đưa tay đỡ một đầu của cái nắp hòm lông mọc nặng trịch. Còn khúc ở dưới thì có một thằng khác cũng đang đứng chờ phụ đẩy. Nhưng vào cái lúc mà ông Tám vừa định kéo cái nắp hòm đóng lại thì không hiểu xảy ra chuyện gì làm cho ông bất chợt buông tay ra. Ông kêu lên một tiếng làm cho ai cũng phải giật mình. Trời ơi, cái gì vậy? Thằng Phụng Lát là nó rất nhạy bén. Nó ngay lập tức chạy tới đỡ lấy cái nắp hòm, hỏi ông Tám. Cái gì vậy chú Tám? Ông Tám lúc này hai mắt trợn ngược, khuôn mặt tái xanh, còn miệng thì lắp bắp. Ông chỉ tay vô cái hòm rồi nói. Trời ơi, có mà. Ông vừa dứt lời thì liền có mấy chục cặp mắt ngay lập tức đổ dồn về phía cái hòm. Một số sợ hãi, còn một số thì hoang mang. Thằng Phụng nhìn vào trong hòm, thấy người chết vẫn đang nằm im lìm. Nó nhăn mặt nhìn ông Tám gắt. Gì vậy chú? Ma cỏ gì đây? Ông Tám còn chưa kịp trả lời, bà Thúy Liễu cùng với mấy đứa con cũng bước nhanh tới nhìn vô trong hòm. Thấy không có gì bất thường, bà liền nhăn nhó. Nè ông anh, chồng tôi mới chết có hơn một bữa hả? Ông anh nói gì mà có ma chứ? Trời ơi, nói vậy rồi bà con chòm xóm người ta nghĩ nhà tôi làm sao? Thằng Phụng thấy ông Tám mặt mày còn xanh lét, đứng chết trần một chỗ như kiểu còn chưa kịp hoàn hồn. Nó liền nói đỡ. Dạ cô thông cảm, chắc tại chú Tám nhìn lộn thôi á. Tại chú lần đầu đi làm dịch vụ mai táng á cô, cho nên là... Bà Thúy Liễu xua tay, tỏ ý không chấp, rồi lên tiếng dục. Thôi được rồi, giờ mấy chú làm ơn khâm liệm nhanh giúp cho chồng tôi đi. Để quá giờ không có hay, sư thầy đã cảnh báo rồi. Thằng Phụng không hiểu ý tứ trong câu nói đó của bà Thúy Liễu. Nó nhanh chóng gật đầu, rồi đẩy mạnh cái nắp hòm đóng lại cái rầm. Bầu trời lúc này đột nhiên lại có từng cơn gió lớn thổi thốc lên từ dưới mé sông, mang theo cái hơi lạnh rợn rợn, làm cho không khí trong đám tang cũng tăng thêm phần ma mị. Sau tiếng la của ông Tám thì người tới viếng lúc này cũng đã bỏ về gần hết, chỉ còn lại họ hàng hai bên của gia đình bà Thúy Liễu với mấy chỗ thân tình. Bị gì cái thông tin chồng bà Thúy Liễu chết do bị ma ám đã được thằng Tèo đi lan truyền, ta nói muốn giáp xóm hết luôn rồi. Giờ thêm ông Tám tự nhiên đang liệm, cái là hoảng lên là có ma nữa, thì ông nội ai mà không sợ. Trong khoảng sân lúc này chỉ còn lác đác vài người. Thằng Phụng thấy ông Tám ngồi một mình trong góc, mới đi lại khều ông, cười cười mà hỏi. Chú Tám, chú sao vậy? Không lẽ gặp ma thiệt hay gì trời? Ông Tám nhìn thấy thái độ cà rỡn đó của thằng Phụng Lát thì tự nhiên phát bực. Ông trợn trừng hai mắt lên, rồi nhìn nó nói. Tao nói ừ, rồi mày có tin không? Hay mày nói tao tào lao? Bởi ta nói cái đám trẻ tụi mày bây giờ đâu có biết cái gì về thế giới tâm linh đâu. Làm công chuyện mai táng này mà không có tin là có ngày đó nghe con. Thằng Phụng nhìn thấy ông Tám nghiêm túc thì cũng thôi, không cười nữa. Nó ngồi xuống hỏi. Vậy chú thấy cái gì chú nói con nghe coi. Chứ giờ ngồi không chờ tới giờ chôn cũng tới khuya. Thiệt có chôn cái giờ gì mà nghiệt ngã hết biết à. Ông Tám nhìn nó, lúc này mới nói. Hồi nãy tao thấy có một luồng khói màu đen chui ra từ miệng của ông á, mà nó còn hình thù giống như là một đứa con nít vậy đó. Cái đầu trọc lóc, tay chân dài ngoằng. Nó vừa chui ra rồi bay đậu lên trên cái nắp hòm á, sau đó nó mất tiêu. Thằng Phụng Lát là lớp thanh niên vốn không tin vào mấy chuyện ma quỷ, nên nó vừa nghe xong liền vỗ vai của ông Tám cái bóp. Nó phá lên cười. Trời ơi chú Tám, chú giỡn hoài. Không lẽ còn mình chú thấy, chứ còn với mọi người có ai thấy vậy đâu. Ông Tám lúc này mới nghiêm nét mặt lại,
đôi mắt vô cùng sắc lạnh nhìn thằng Phụng hỏi một câu. Vậy mày có biết ông già vợ tao làm cái nghề gì không? Thằng Phụng đến cái mực, nó ấp úng. Thì làm thầy bói. Mà sao? Ông Tám nói tiếp. Không phải làm thầy bói không đâu, mà ông còn làm thầy pháp trừ tà nữa đó. Ông truyền lời cho tao nhiều kiến thức cho nên tao mới biết. Mà hồi đó ông còn cho tao một miếng gỗ nhỏ lấy từ cái hòm của vua, được gói trong lá bùa này nè, nên tao nghĩ là tao nhìn thấy được. Ông Tám vừa nói vừa lôi cái sợi dây chuyền được vấn lại bằng sợi chỉ đỏ ở trong cái cổ áo đưa ra cho thằng Phụng lát coi. Thằng Phụng nhìn vô sợi dây chuyền đăm đăm, nó chậm rãi nói. Hòm có ông vua mà ông và vợ chú cũng lấy được đó hả? Ồ, thứ dữ à. Ông Tám khoát tay tặc lưỡi nói. Ôi sao, tại mày không có ở trong cái hệ đó nên không biết thôi. Chứ mấy cái này quý lắm, có khi một người thầy pháp muốn sở hữu phải đổi bằng mạng sống đó con. Thằng Phụng Lát vẫn chưa tin hẳn, nhưng cũng không muốn làm cho ông Tám bị quê, nên nó không phản bác lại hay có thái độ gì, chỉ cười cười rồi nói. Thôi được rồi, dù có ma thiệt hay không thì thôi cũng kệ đi chú, đâu có liên quan gì tới mình đâu, mình chỉ làm dịch vụ mai táng thôi mà. Ông Tám không nói gì, tại ông biết là cái thằng này nó không tin vào chuyện tâm linh, thì có nói nữa cũng bằng thừa. Mấy thằng thanh niên trong trại hòm lúc này cũng đã chui xuống hết dưới ghe nằm nghỉ. Chỉ còn một mình ông Tám với thằng Phụng Lát là ngồi lại trên sân nhà nói chuyện với mấy người còn lại ở trong đám tang. Thời gian chậm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã tầm chạng vạng. Theo giờ mà bà Thúy Liễu cho hay thì đúng 1 giờ khuya mới khiêng hòm đi chôn. Nơi chôn là khoảng đất trống ở phía sau lưng nhà. Tối đến, sau khi đã được gia đình bà Thúy Liễu lo cơm nước xong, thằng Phụng lại ngồi nói chuyện với ông Tám để giết thời gian. Nó vừa ngáp vừa nhìn vô trong nhà mà than thở. Trời ơi, buồn ngủ mà còn nghe giọng cổ kiểu này á, trụ sao nổi hả chú Tám? Ông Tám bật cười, quay qua trả lời. Ủa, chứ ai kêu cả ngày á, mày không chịu ngủ, ham quánh bài chi, giờ than con. Thằng Phụng lại ngáp dài. Lúc này là 12 giờ đêm, cũng gần tới giờ động quan rồi. Nó cầm một cái cây gì đó, quơ qua quơ lại để đuổi mũi. Rồi tự nhiên nghịch. Nó đưa cái cây đó lên mắt như một ống dòm, nhìn vô bên trong nhà, nơi có cái hòm lông mộc. Đột nhiên, thằng Phụng hét lên một tiếng, rồi quăng bỏ cái cây kia xuống đất. Nó nhào qua ôm lấy cổ của ông Tám, miệng lắp bắp. Mà, trời ơi, có mà chú ơi. Ông Tám bị siết cổ bất ngờ, thở không kịp, liền gỡ tay của thằng Phụng ra, rồi ho lên sặc sụa mấy cái. Ông vừa ho vừa nói. Trời ơi, cái thằng mắc dịch, mày làm cái gì vậy? Thằng Phụng mặt mày cắt không còn giọt máu. Nó vừa thở gấp, vừa nhìn vô trong nhà, nói đứt quãng. Mà kìa. Ông Tám lúc này mới định hình lại được. Ông ngó xuống dưới đất thì thấy cái khúc cây mà thằng Phụng vừa quăng xuống, liền nhận ra đó chính là một nhánh lá của cây đu đủ dầu. Đu đủ dầu là một loại cây mà theo dân gian xưa truyền lại thì cứ đúng vào lúc 12 giờ khuya, nếu như nhìn xuyên qua nó thì người bình thường sẽ thấy được ma quỷ hoặc vong hồn ở trong đám tang. Ông Tám nhặt lên đưa lại cho thằng Phụng, nhưng nó lắc đầu lia lịa, nhất quyết không cầm. Nó nói hoảng. Thôi, cái đó. Ông Tám lúc này mới khẽ nhếch miệng lên, cười khẩy vào mặt nó một cái, sau đó đưa cái nhánh lá cây, ngó lên mắt nhìn vô bên trong nhà. Cảnh tượng hiện ra trong tầm mắt của ông là có rất nhiều cái bóng trắng đang đu bám ở phía trên cái nắp hòm lông mộc. Toàn là những cô hồn giả quỷ,
không biết từ đâu. Đứa nào đứa nấy, mặt mày nếu như không bị dính máu đỏ lồm thì cũng đen sì như bị trét sình non. Có đứa tay chân không lành lặn, có đứa cục đầu, còn có đứa thì cái bụng bị mổ ra tay quầy. Đúng là một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Ông Tám nhìn được một lúc thì cũng quăng bỏ cái nhánh cây đu đủ dầu đó đi. Ông quay qua nói với thằng Phụng Lát: "Sao? Giờ mày tin có ma chưa?" Thằng Phụng tuy ở trong đội mai táng đã lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy cái cảnh tượng vô cùng sống động như vậy. Mặt của nó vẫn còn tái mét, run run hỏi ông Tám: Chú Tám, rốt cuộc là sao? Có ma thiệt hả?" Ông Tám từ tốn gật đầu trả lời: "Tao nói rồi mà mày đâu có tin. Cái nhánh cây đó là nhánh cây đu đủ dầu, nó chứa rất là nhiều âm khí. Nghe nói hồi xưa nó mọc trên mấy cây bãi tha ma, được nuôi dưỡng bằng chính đất âm, có nhiều người chết cho nên mới vậy đó." Thằng Phụng Lát mắt tròn mắt dẹt, bây giờ thì nó tin cái chuyện mà ông Tám nói hồi sáng. Nó đưa mắt nhìn vô bên trong nhà, rồi rùng mình lên một cái, nhớ lại cảnh tượng hồi nãy. Tự nhiên thấy sợ nên tiếp tục hỏi ông Tám bây giờ phải làm gì. Ông Tám Tàng lúc đầu thì cũng sợ, nhưng rồi khi nhớ lại lời dặn của ông già vợ, ông nói: "Ồ thì cũng đâu có cái gì đâu mà sợ. Cái tuổi đó nó cũng bình thường à. Mấy cái đứa cô hồn lang thang dứt dưỡng, chưa có đi đầu thai được, nghe trong kèn đám ma thì tới kiếm ăn vậy thôi. Coi như không thấy nó là được. Tao là tao đang lo cái khác kìa kìa." Thằng Phụng lại tiếp tục thắc mắc: "Chú lo gì chú?" "Thì cái thứ mà tao nhìn thấy hồi sáng đó. Giờ mày tin rồi thì để tao nói cho mà nghe. Phải có cái gì đó liên quan tới chuyện mà ông chồng của bà Thúy Liễu này chết nè, cho nên nó mới chui ra từ trong cái xác của ông như vậy đó." Thằng Phụng lắc đầu. Nó thì chỉ biết kiêng hòm với mấy cái nghi lễ mai táng thôi, chứ có biết gì về ma quỷ hay tâm linh đâu mà nói. Ông Tám ngó qua, thấy cái mặt của thằng Phụng đang ngu như con chim cúc cu, thì lại chán nản thở dài, không thèm nói nữa. Ngồi thêm một lúc thì cũng tới giờ chôn cất, tức là lễ động quan. Thằng Phụng lúc này đâu có dám lại gần cái hòm, bị nó còn ám ảnh tụi cô hồn giả quỷ, nên mới bàn giao lại cho ông Tám. Ông Tám Tàng lúc này tự nhiên được tín nhiệm thì cũng sốt sắng, liền thay bộ đồ đạo tỳ rồi bước vào bên trong chỉ đạo. Ổng tự làm luôn chứ không cần kinh nghiệm gì nữa, biết gì làm đó. Tiếng trống vang lên đùng đoàn, lúc này đã là 1 giờ đêm, hòa cùng với tiếng ca cải lương não nề ai oán, cho tới những pha hành động gây cấn, rồi lại tiếp tục diễn cảnh lâm ly của đội hát phá hoàng. Tất cả chỉ để dẫn đường cho một linh hồn được bình an về nơi yên nghỉ. Còn ở bên đội từ thiện của bà Út Nga, lúc 1 giờ chiều, trong lúc 6 thằng thanh niên đang khiêng hòm đi, chuẩn bị hạ quyệt, thì đột nhiên có một thằng nghe thấy có tiếng động gì đó kỳ quái phát ra ở bên trong cái hòm. Vốn là thanh niên gan dạ, lại làm trong đội mai táng lâu nên nó không sợ. Nó chỉ dừng lại khẽ nhíu mày, nhìn qua lớp gỗ dày dặn để quan sát. Mấy thằng còn lại thấy nó tự nhiên không đi nữa thì lớn tiếng hỏi: "Ê Điền, làm gì tự nhiên đứng lại chi mày?" Điền ngó qua, thấy thằng Trí hỏi, nó hất hất cái hàm vô trong chỗ nó nghe thấy tiếng động, rồi nó nói nhỏ: "Mày không nghe thấy cái gì hả?" Thằng Trí đưa mắt nhìn theo, đoạn gật đầu chứ không trả lời. Vậy rồi cả 6 thằng lúc này đều đã nghe thấy cái thứ âm thanh kỳ quái đó. Nguyên đám mới dừng lại kêu bà Út Nga. Bà Nga không biết chuyện gì nhưng cũng vội vàng chạy tới hỏi thằng Điền, thì nó lên tiếng: "Cô Út, hình như người trong hầm còn sống á. Bây giờ nói với người nhà cả nắp hầm ra kiểm tra nhanh
còn kịp đó cô. Bà Út Nga nhất thời nghe lùng bùng lỗ tai, nên không hiểu nó nói cái gì. Hỏi lại thì thằng Trí liền nhanh miệng trả lời. Trời ơi, tụi con nghe lập bập ở trong này nè. Không mở lại là ổng ngẫm thiệt đó. Bà Út Nga lúc này mới hiểu. Bà tá hỏa nói với vợ của cái ông đang nằm trong hòm. Bà vợ nghe vậy cũng sáng mắt lên, liền bảo hạ cái hòm xuống để cái nắp ra cứu lấy ông chồng. Nhưng khi cái nắp hòm vừa được mở thì một cảnh tượng kinh dị đã khiến cho tất cả mọi người đều phải giật mình. Không phải là người đang nằm trong đó còn sống, mà là có một con quạ đen to đùng đang đứng ở bên trên cái xác. Con quạ có một đôi mắt đỏ ngầu. Nó đang mổ còng cọc vào chính giữa ổ bụng của cái xác. Sau đó, dùng cái mỏ sắc nhọn lôi ra ngoài một mớ bộ đồ lòng. Nào là ruột, rồi tới tim gan, phèo phổi. Nhìn thấy cảnh này, ai nấy cũng thất kinh hồn vía. Bà vợ của cái xác liền lao tới, dùng hai bàn tay bóp chặt lấy con quạ, quăng mạnh nó ra xa. Sáu thằng thanh niên kiên hồn cũng tá hỏa không biết xử lý thế nào. Bà Út Nga mặt mày tái mét nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Bà lắp bắp hỏi, Trời ơi, nó đâu ra vậy? Tụi bay không thấy nó hay sao? Thằng Điền lắc đầu, nó nói, dạ không cô, lúc không liệm thì làm gì có thứ gì chui vào được hòm đâu. Tụi con kỹ lắm chứ. Bà Nga không nói gì, chỉ đứng đó nhìn bằng một đôi mắt vô cùng kinh hãi. Chỉ có bà vợ của cái xác là lao vào hốt lại cái mớ bầy nhầy vừa bị con quạ kia lôi ra, rồi nhét trở lại vào bụng chồng. Vừa làm bà vừa khóc lóc kêu trời trách đất. Buổi khuya đó khi đội của ông Tám xong việc thì dông ghe quay trở về trại hòm. Vừa bước vào đã nghe bà Út Nga tường thuật lại câu chuyện. Thằng Phụng Lát lại mắt tròn mắt dẹt, nó níu lấy tay áo của ông Tám rồi ghé vào tai ông mà nói nhỏ, chú Tám, không lẽ có mà nữa hả chú? Chú Tám quay sang nhìn nó, chậm rãi trả lời, không phải đâu, mà tao nghi. Bà Út Nga khẽ nheo cặp mắt lại nhìn hai chú cháu, hỏi giọng ngờ vực, nè, bộ hai người biết chuyện gì hả? Ông Tám lập tức xua tay, cười hề hề trả lời, đâu có, hai chú cháu tôi đang tâm sự mỏng chút chuyện riêng á mà. Mà thôi khuya dữ lắm rồi, xin phép cụ Út tôi về ngang, có gì á tính sao nghe cụ Út. Bà Út Nga gật đầu, vì thấy trời lúc này cũng đã gần sáng hẳn luôn rồi. Chuyện tiền nông thì để sáng mai có việc rồi tính sau cũng được. Nhà của thằng Phụng với nhà ông Tám thì ở gần, thế nên hai người mới đi chung về một lượt. Con đường đất nhỏ hẹp lúc này chỉ có bóng dáng của hai người đàn ông đang bước vội. Thằng Phụng Lát vẫn còn thắc mắc về chuyện mà ông Tám định nói khi nãy, rồi không nhịn được cho nên nó mới hỏi, chú Tám, rốt cuộc chuyện đó là sao, chú có biết gì không? Ông Tám lúc này mới đi chậm lại, quay qua nhìn nó trả lời, tao không biết, tao chỉ đoán mò thôi, mày muốn nghe không? Thằng Phụng Lát gật đầu lia lịa. Hình như từ lúc mà nó được nhìn thấy ma cận cảnh tới giờ thì nó đã có một thái độ khác về chuyện tâm linh. Thằng Phụng im lặng ngó qua nhìn ông Tám như để chờ nghe ổng nói. Ông Tám bắt đầu từ tốn, tao nghi vụ này là do thần trùng gây ra đó. Mày không thấy dạo gần đây tự nhiên có quá trời nhiều người chết hả? Thằng Phụng Lát nghe vậy, nó há hốc miệng, nó nhìn ông Tám hỏi lại, thần trùng hả? Mà cụ thể làm sao? Chú nói rõ một chút cho con nghe với coi. Ông Tám vẫn đang đều bước, trầm giọng xuống, nói với thằng Phụng, tao nghe nói quả tình là bản thể của thần trùng, chỗ nào có nó xuất hiện là chỗ đó có người chết. Đó chuyện môn đi ăn xác chết mà, vì nó là quả tình thuộc về phần yêu ma tà ác, nên nó chui vô hòm rồi chui ra hòm bình thường thôi à.
Thằng Phụng lúc này trên trán đã bắt đầu giả mồ hôi hột. Mặc dù trời đêm đang có từng cơn gió mát thổi dập dìu, nó đi nhích sát vô người của ông Tám vì sợ. Ông Tám lúc này mới quái đầu qua nhìn nó, rồi bật cười lớn. Tao tưởng mày gan lắm mà cũng sợ sao. Thôi con chừa, nhìn thấy một lần tẩn tới già luôn. Ông Tám lại được dịp cười nghiêng ngả. Thằng Phụng không thấy quê, mà nó lại còn tỏ ra tò mò hơn. Nó hỏi ông Tám: Vậy cái vụ thần trùng đó tính sao chú Tám? Nếu là thật thì không lẽ mình biết mà mình trơ mắt để nhìn nó hại bà con mình hay sao? Ông Tám chậm rãi trả lời: Tao có phải thầy bà gì đâu mà tính mày. Cái này phải có người cao tay mới trị được. Thần trùng ở cõi vô hình, nó truyền đi bắt hồn người vừa mới chết để tra tấn đánh đập, buộc họ khai ra danh tính của người thân để nó bắt tiếp. Nhưng đây không phải là những người trong cùng một gia đình, mà nguyên cả xóm luôn. Xem ra con thần trùng này cũng thuộc dạng nguy hiểm đó. Thằng Phụng càng nghe càng thấy sợ, nó vô thức trùng mình lên một cái, định nói thêm điều gì đó thì ông Tám đang đi đột nhiên dừng lại, làm cho thằng Phụng lát bị hụt chân té cắm đầu. Ông Tám đưa mắt nhìn lồm lồm vô một bụi cây ở bên lề đường. Thằng Phụng lúc này mới ngước đầu lên la hoảng: Trời ơi, đang đi tự nhiên dừng lại gì chú? Ông Tám đưa tay lên miệng ra hiệu cho nó được lên tiếng. Thằng Phụng không hiểu chuyện gì, cũng im lặng. Ngay lúc này ở trong bụi đước có một bóng người xuất hiện. Đó là một người đàn ông với khuôn mặt nhợt nhạt, đang đi từng bước thật chậm như một kẻ vô hồn. Thằng Phụng lát nhận ra đó chính là ông Tư Bé ở gần nhà, chuyên môn đi câu cá đêm. Nó buộc miệng kêu lớn: Chú Tư, chú đi đâu giờ này vậy? Nhưng ông Tư không trả lời nó. Ông cứ bước đi chậm rãi, thẫn thờ như một cái bóng. Thằng Phụng lát lấy làm lạ, nó định kêu thêm tiếng nữa thì bị ông Tám đưa tay ra ngăn lại. Ông Tám tàn từ đó giờ có bảo vật ở trong người, nhưng không hiểu gì sao bây giờ nó mới phát huy tác dụng. Ông lôi sợi dây chuyền bằng chỉ đỏ từ trong cổ áo ra, rồi đưa lên ngang tầm mắt, thì ngay lập tức nhìn thấy ở phía sau lưng của ông Tư Bé đang có một cái bóng trắng lướt theo. Cái bóng trắng mang thân ảnh của một người con gái với mái tóc đen dài chạm đất. Ông Tám định quay qua nói với thằng Phụng thì đã thấy khuôn mặt của nó tái xanh. Nó ấp úng chỉ tay về phía ông Tư Bé, nói ngắt quãng: Chú Tám, con mẹ. Ông Tám chân hững hỏi nó: Ủa, mày nhìn thấy được hả? Thằng Phụng lát ôm kỳ lấy cánh tay của ông, nó lắp bắp: Thấy nó là ma nữ. Ông Tám lúc này mới bật nhớ ra bây giờ là ban đêm nên người bình thường cũng sẽ nhìn thấy được các vong hồn hay ma quỷ. Ông Tám hất hàm về phía đó, nói với thằng Phụng: Ông đang bị nó dẫn hồn, mày có kêu cũng vô ích thôi. Thằng Phụng lúc này mặt mày nhăn nhúm vì sợ. Nó cứ ôm lấy ông Tám rồi run rẩy nói tiếp: Vậy bây giờ làm sao hả chú Tám? Ôi, ai mà biết. Tao nói rồi, tao có phải là thầy Pháp đâu. Ngay lúc đó có một giọng nói trầm đục vang lên, kèm theo một cái dỗ đánh bóp vào vai của ông Tám: Tránh ra để tao xử lý. Đúng là dạy cho mày xong, không ra cơm cháo mẹ gì hết à. Ông Tám giật mình quay phắt lại, nhận ra người đang nói chính là ông già vợ của mình. Ông nói lớn: Trời ơi cha, cha về hồi nào á mà sao không báo trước gì hết vậy? Đó chính là ông thầy phong thủy, thường được người ta gọi với cái tên ông thầy Liêm Chính. Không hiểu ý nghĩa của cái tên đó là gì, nhưng mà nó đã đi theo cái sự nghiệp trừ tà của ổng từ xưa tới giờ rồi. Thầy Chính lúc này mới nhìn qua ông Tám nói:
Tao thích về chừng nào á thì về thôi. Nhà của tao mà mày. Ông Tám cười bung quai hàm vì mừng. Bởi thực tâm thì ổng cũng thương ông già vợ của mình dữ lắm. Mặc dù hồi xưa là ổng bị lừa rồi bị ép cưới. Thằng Phụng cũng biết thầy chính, vì là hàng xóm với nhau mà. Nó vội vàng buông bỏ cánh tay của ông Tám ra, quay qua bấu víu vào thầy chính. Nó quýnh quán nói: Thầy, có mà ăn vậy thầy? Thầy giải quyết được không thầy? Mày đã kêu tao là thầy thì mày tránh ra bên đi, để tao giải quyết coi. Cả mày nữa. Thầy chính trả lời thằng Phụng xong thì quay qua nói với ông Tám luôn. Lúc này ông Tư Bé vẫn đang đi từng bước với khuôn mặt ngu ngơ, không biết trời trăng mây gió là gì. Còn ma nữ cũng còn lủi thủi bám theo ở phía sau lưng ổng. Thầy chính hạ túi đồ nghề xuống, lấy ra một cái kính bát quái, rồi dùng tay vẽ vẽ lên mặt kính mấy đường, không biết là hình gì. Đoạn ổng đưa cái kính ra phía trước, lầm rầm đọc thần chú. Cái kính bát quái từ trên tay của thầy chính đột nhiên lóe sáng, phát ra luồng kim quang chiếu thẳng vào con ma nữ, làm cho nó ôm lấy mặt rồi rú lên một tràng dài. Thầy chính lúc này mới xông ra túm lấy đầu của con ma nữ. Ông hét lên: Quỷ cái này, mày dám hại người hả mày? Bữa nay gặp tao á thì coi như số mày xui rồi nha. Con ma nữ bị nắm đầu thì nó kêu ré lên. Nó cất cái giọng lanh lảnh gian xin: Tôi không có hại người, xin ông tha cho. Con cái hả? Có tin là tao tán bạc tài khỏi đầu thai không con? Thì chính vừa nói vừa tán vào đầu nó bơm bớp. Còn mà nữ lúc này mới ngẩng mặt lên, để lộ hai con mắt đen sì. Nó chắp hai bàn tay xương xẩu vào nhau, vừa xá liên tục vừa nói: Con lại thầy, con nói thiệt đó, con không có hại người, con chỉ đi theo để đuổi con quả tinh thôi hả? Thầy chính lúc này khẽ nhíu mày lại. Ổng nhìn con ma nữ không chớp mắt, vừa để quan sát về thái độ thành thật của nó. Được một lúc, thầy chậm rãi hỏi: Có thể không? Con ma nữ gật đầu lia lịa. Nó dường hai con mắt đen thui lên nhìn thầy, thành khẩn trả lời: Con thề với thầy á, là con nói thiệt. Dạo gần đây có một con quả tinh chuyên môn đi bắt hồn người sống, không biết nó từ đâu tới nữa. Hãy cứ đêm đến là nó lại đi kiếm mấy người còn lang thang ngoài đường á, để mổ lên đầu họ cướp đi thần thức. Mà thầy cũng biết rồi á, con người mà bị cướp đi thần thức thì sẽ không có sống được quá 24 giờ. Thầy chính gật đầu, vì chứa cái vụ này thì thầy biết rất rõ. Làm nghề thầy pháp mà không biết về chuyện quả tinh của thần trùng đi bắt người thì là thầy pháp dởm rồi. Còn bà nữ lúc này mới rung giọng nói tiếp: Con đi theo nó mấy bữa rồi mà con không có làm gì được nó hết trơn. Người ta không biết cho nên hiểu lầm rồi đổ thừa cho con làm. Chứ con có làm gì hết trơn thầy ơi, con chưa có hại người. Xin thầy luôn tay tha cho con. Thầy chính nhìn nó gần giọng: À, được. Vậy mày nói coi, lý do gì mà mày muốn giúp đỡ người ta? Mày là ma mà. Còn bà nữ khép nép trả lời: Dạ, tại con muốn tu nghiệp để mau chóng đi đầu thai đó thầy. Dốc dưỡng hoài mà đi tu ở chùa chiền hay là miếu đình thì toàn là bị đuổi, không có ai chứng trơn thầy. Thầy chính vô thức bật cười. Ổng nhìn con ma nữ nói lớn: Chắc tại mày lúc còn sống quậy phá quá chứ gì. Thôi được rồi, coi như mày cũng làm việc tốt, tao sẽ giúp cho mày đi siêu độ. Con ma nữ vội vàng quỳ thụp xuống, dập đầu như bổ củi mà vái lại, luôn miệng đội ơn thầy chính. Thầy chính lúc này lôi trong túi đồ nghề ra một chiếc bình hồ lô, thu lấy con ma nữ vào, rồi quay lại nhìn ông con rể với thằng Phụng Lát từ nãy giờ vẫn còn đang đứng ở phía sau chứng kiến mọi việc. Thầy nói: Rồi anh ai nấy về nhà nấy đi, để tao làm công kiện.
Thằng Phụng không hiểu gì, nó lên tiếng. Thầy, thầy đi bắt thần trùng hả thầy? Cho con đi với. Ông Tám cũng phụ họa theo. Còn đi nữa, về chớ bắt chim á còn rành lắm à. Ông vừa nói xong thì bị thầy Chính liếc xéo bằng hai con mắt hình viên đạn. Ông Tám biết mình bị hớ nên liền nín bặt. Thầy Chính nói, được, vậy thằng nào kêu lấy thân mình làm mồi nhớ kim, giơ tay lên. Thằng Phụng nghe chưa hiểu nhưng cũng vô thức giơ tay. Có lẽ lúc này nó đã bị những thứ thuộc về tâm linh mê hoặc. Khi đã được tận mắt chứng kiến những điều tưởng như không có ở trên đời, thầy Chính cười hề hề, gật gù tỏ vẻ hài lòng. Ông Tám lúc này mới đưa mắt nhìn ra chỗ của ông Tư bé. Ông hỏi, cha, vậy rồi ông Tư sao cha? Ông còn sao không? Thầy Chính chậm rãi trả lời, chưa biết. Nếu bắt được thần trùng trước lúc 9 giờ sáng mai thì mới có thể cứu được. Còn nếu không thì xác định là hẻo. Thằng Phụng nghe vậy thì chắc là đã đoán ra được ý đồ của ông thầy Liêm Chính. Nó hỏi, thầy muốn dùng con để dụ thần trùng xuất hiện, có phải ông thầy? Thầy Chính gật đầu thừa nhận. Ông cũng nói tiếp là chỉ có cách dùng người sống để chiêu dụ thần trùng thì mới có thể úp sọt nó được mà thôi. Bởi vì thần trùng đã cướp đi thần thức của ai rồi thì khó lòng mà lấy lại được lắm, trừ khi nó chết hoặc bày lễ cúng tế. Mà phải là tế vật có linh hồn thì mới mong được yên thân mà sống. Ông Tám với thằng Phụng nghe vậy cũng gật đầu, quyết tâm đi theo ông thầy Chính để thu phục thần trùng. Mặc dù cả hai người hoàn toàn không biết chút gì về đạo pháp, nhưng đã có thầy Chính thì cũng thấy vững tâm hơn. Ông Tư bé lúc này cũng đã chậm rãi đi về nhà rồi, nhưng theo lời thầy Chính thì chỉ là đi về để nằm chờ thời thôi, tức là nằm chờ chết, giống như ông chồng của bà Thúy Liễu vậy. Thằng Phụng được ông thầy Liêm Chính cho ngậm một lá bùa chống âm ma xâm nhập, rồi thả nó ra cho đi lang thang trên con đường đất nhỏ giữa đêm khuya. Nó được thầy Chính đảm bảo là cho dù có bị khỏa mổ lũng đầu cũng không sao, nên cứ bình tĩnh mà đi. Ở phía sau lưng luôn có hai cha con của thầy âm thầm đi theo phục kích. Cứ hễ nó xuất hiện là xông ra hốt liền. Thằng Phụng nghe lời, nó cứ bình thản vừa đi vừa đút tay vô túi quần nhìn ngó xung quanh. Nhưng đã đi hơn nửa tiếng đồng hồ mà chẳng thấy gì. Thằng Phụng lúc này mới bạo gan hơn, nó vừa đi vừa hát nghêu ngao. Chim trên đồng, chim trên non, chim tung cánh xóa tan sương mù, chim trong hồn, chim trong tim, ôi chim hỡi ra đây giùm tao. Vậy mà khi nó vừa hát xong thì từ trên đầu liền xuất hiện một cái bóng đèn to lớn. Chính là một con quạ với hai cái cánh như hai cái mâm quạt ra. Ngay lập tức xà xuống, dùng cái mỏ sắc nhọn mổ lên đầu của thằng Phụng. Ông Tám vừa nhìn thấy con quạ thì đã kêu lên, cha, nó kìa, nó xuất hiện rồi kìa. Thầy Chính không nói không rằng liền lao ra, dùng một tấm lưới mỏng có trì chú sẵn một thứ bùa của bản môn chuyên để thu phục yêu tinh, nhanh như cắt trùm lên đầu con quạ. Con quạ tinh bị phục kích bất ngờ liền giãy giụa. Nó dùng những móng vuốt sắc nhọn của mình bấu chặt vào bên trong tấm lưới định xé ra, nhưng đã bị bùa phục yêu thiêu đốt. Tấm lưới này lúc đang phát ra lửa đỏ, con quạ tinh đau đớn liền kêu lên quang quát, xé tan cả màn đêm đen u tối. Thằng Phụng hoảng hồn chạy ngay lại chỗ của thầy Chính. Nó hổn hển hỏi, thầy, bắt được nó rồi hả thầy? Ông Tám cũng lên tiếng, xong rồi hả cha? Thầy Chính gật đầu,
hất hàm về phía con quạ mà nói. Ừ, xong rồi. Nhưng tao phải thiêu nó, rồi lấy trò đem về luyện phép. Vì châu thần trùng mà bắt đem đi luyện à, thì cứ gọi là tuyệt phẩm mà. Nói xong, ông thầy Liêm Chính lại lôi ra chiếc kính bát quái. Ông đưa ngón tay vẽ vài đường bùa ngoệt ngoạc, rồi chiếu cái thứ ánh sáng từ bên trong chiếc kính vào tấm lưới. Hai luồng sức mạnh hòa hợp tạo ra một ngọn lửa màu vàng rực, nhanh chóng thiêu chết con quạ tinh. Nó biến thành một cột khói đen ngùn ngụt, rồi sau đó hóa thành tro bụi. Thầy Chính lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, nhặt xác của con quạ bỏ vào, rồi ung dung quay lại nói với thằng Phụng và ông Tám. Xong rồi đó, về nhà thôi mấy đứa ơi. Thằng Phụng nghịch mặt ra, nó nhìn thầy Chính hỏi. Ủa, đơn giản vậy thôi hả thầy? Chứ mày muốn sao nữa? À không, ý con là... À mà thôi, không có gì thầy. Ông thầy Liêm Chính khoan thai, bỏ cái hộp chiến lợi phẩm vào trong túi đồ, rồi quay lưng bước đi. Thằng Phụng lúc này mới đưa mắt qua, nhìn ông Tám, như có ý hỏi. Ông Tám Tàng chỉ lắc đầu khẽ nhún vai một cái, thay cho câu trả lời, rồi cũng bước theo thầy Chính. Thằng Phụng đứng ở lại ngơ ngác. Nó tự nghĩ thầm ở trong lòng, làm thế quái nào là việc nhanh hạ gọn một con thần trùng nguy hiểm như vậy. Nhưng mãi lo suy nghĩ, rồi khi ngẩng mặt lên nhìn, thì nó đã không còn thấy bóng dáng của hai cha con ông thầy Liêm Chính đâu. Thằng Phụng lát giật mình co giò phóng theo, vừa chạy, nó vừa kêu ý ới. Thầy ơi, chú Tám ơi, đợi con với. Trưa hôm sau, bà Tám dọn ra một mâm cơm ngon lành để chào đón thầy Chính trở về. Bà tươi cười nhìn thầy mà nói. Cha, lần này cha về luôn hay là cha đi nữa vậy? Con Hai Lít vì đã lâu không được gặp ông ngoại, nó cứ ôm ghì lấy cánh tay của thầy Chính mà nũng nịu. Ông ngoại đừng có đi nữa, về đây ở với con đi. Thầy Chính mỉm cười xoa đầu nó, trả lời. Ừ thì đợt này ông ngoại về ở lâu với mày nè, được chưa? Con Hai Lít nghe vậy cười tít mắt. Cả gia đình lại quay quần bên mâm cơm, có đầy đủ những món ăn đậm chất miền quê, mang cái hương vị ngọt ngào mà đã hơn chục năm rồi thầy Chính lại có dịp quay về mà thưởng thức. Thầy cứ ngồi gấp lịa, quên luôn thằng con rể đang ngồi cắn đầu đũa, nhìn lơm lơm vô mâm cơm. Thầy Chính nhìn thấy hình ảnh đó của ông Tám, thì bất giác ngưng đũa, ông hỏi. Sao vậy? Sao không ăn đi mà ngồi nhìn? Bầu thèm nhậu hay gì? Ông Tám nghe vậy thì mừng trơn, liền nhanh miệng trả lời. Chỉ có cha vợ là hiểu con nhất à. Nhưng thầy Chính còn chưa kịp trả lời thì bà Tám đã tặng hắn lên tiếng. Ông hay quá ha, ai cho nhậu mà nhậu. Ông Tám bị tạt cho gáo nước lạnh thì tiêu nghỉu đưa mắt qua nhìn thầy Chính như để tỏ ý muốn thầy nói giúp. Nhưng mà chẳng ngờ thầy lại tiếp tục ăn cơm, rồi bình thản phán. Nó nói đúng rồi đó, dâu nghe khư người ra chứ tốt đẹp gì đâu. Thôi ăn cơm đi. Ông Tám Tàng mắt nổ đom đóm, nuốt cục tức vào trong họng, rồi thầm nghĩ. Hồi đó chính ông là người đã dụ dỗ tôi uống rượu để cưới con gái ông, bằng không thì làm gì có con Hai Lít ra đời. Vậy mà giờ tráo trở phủi tài, thật đúng là cái đầu thầy lăng băm. Ông nghĩ xong liền tức tối cắm mạnh đôi đũa vào chén cơm. Thầy Chính bất chợt ngước mắt lên nhìn một cái, rồi nói. Mày đang rủa tao là lăng băm đó hả? Ông Tám Tàng giật mình, khuôn mặt xanh mét như bị nói trúng tim đen, nên liền cười trừ, xua xua tay trả lời. Làm gì có đâu cha,
cha nhạy cảm ghê à. Thế là cả nhà lại tiếp tục ngồi bên mâm cơm, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Nhưng chỉ có một mình ông Tám là phải gượng cười. Gần cuối buổi, thằng Phụng Lát không biết có chuyện gì, nó chạy sọc vô, nhìn giáo giác rồi kêu lớn. Chú Tám ơi, đi qua trại hòm với con không? Hôm nay có thêm hai cái đám ma nữa kìa. Ông Tám đang ngồi ở trong nhà ngó ra, nghe vậy thì liền trả lời. Có, chờ tao một chút. Thằng Phụng Lát bước vô nhà, nhìn thấy thầy Chính, nó cúi đầu chào một tiếng, rồi ngồi xuống nói chuyện với thầy trong lúc chờ ông Tám. Thầy Chính đang ngồi ung dung thư thái bên cái dĩa trà, rót ra một ly đưa cho thằng Phụng, nhưng không nói gì. Phụng Lát cầm lấy ly trà, nó không uống vội mà ngước mắt lên nhìn thầy. Nó nói: Thầy, con thằng Trung đó thầy bắt được rồi đúng không? Vậy mà sao còn có người chết nữa vậy thầy? Thầy Chính dướng hai mắt lên nhìn nó, trả lời: Nhân sinh vô thường, sinh lão bệnh tử, sống chết có số. Đã có sinh thì ắt phải có tử, đó là quy luật. Không lẽ người ta lột da để sống đời hoài hay gì mà mày hỏi ngộ à? Cũng đừng có cứ cái gì đều đổ cho ma quỷ. Nhưng mà hai cái người chết đó là chết trước khi tao bắt thần trùng thì có thể cũng là nó thôi. Thằng Phụng nghe thầy Chính nói mấy câu dằn dò, mặc dù không hiểu rõ nhưng cũng hiểu đại khái. Nó gật gù như kiểu đang chiêm nghiệm. Ông Tám Tàng lúc này cũng vừa từ trong nhà bước ra với cái xì tai, quần tây, áo sơ mi đóng thùng. Bà Tám cũng xuất hiện ở phía sau lưng, nhìn thấy vậy liền lắc đầu lên tiếng: Trần đời có ai đi khiêng hòm mà ăn bận dị hòm như vậy không hả trời? Tôi tưởng đâu ông đi giữ event không đó. Thằng Phụng Lát cũng đưa mắt nhìn qua, nó xém xỉu ngang vì cái xì tai trung thành với quyện xã này của ông Tám. Nhưng Phụng Lát cũng cố gắng nín nhịn, nó chỉ cười nhẹ như kiểu của mấy cô hoa hậu thân thiện. Nhìn bà Tám, nó tếu táo nói: Đâu có, còn thấy chú Tám mặc vậy đẹp á cô. Cô Tám có coi YouTube không? Ở bên nước ngoài có mấy anh da đen khiêng hòm, vừa khiêng hòm vừa nhảy vũ điệu lắc lư. Ta nói nó điệu nghệ hết biết. Ê, để con kêu cô Út Nga thành lập một đội khiêng hòm uy tín, thay vì thổi kèn đánh trống thì mình mở nhạc nghỉ mít, đem không khí vui tươi đưa tiễn người chết. Chắc được cô chú ha. Ông bà Tám còn chưa kịp trả lời thì con Hai Lít từ trong nhà bước ra. Nó liếc mắt nhìn thằng Phụng, nói một câu xanh rờn: Hay quá ha, làm xong đi rồi vô hòm nằm luôn. Thằng Phụng Lát nhìn thấy con Hai Lít tự nhiên im bặt. Nó chỉ cười cười, không nói gì. Nhưng cái thái độ của nó thì làm sao qua mắt được ông Tám. Ông không nói gì, nhưng kim trong bụng để đó, rồi xua tay giục: Thôi đi lẹ đi mày. Hai chú cháu lại đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng của thằng Phụng. Còn chiếc xe của ông Tám thì tối qua vì nước lên nên ông mới để luôn ở bên trại hòm, không có đem gì. Hai cái đám ma bữa nay lại là người chết trẻ. Ông Tám lần này coi bộ đã rành rẽ hơn rồi. Ông xốc giác tự làm chứ không cần phải hỏi thằng Phụng nữa. Đội của ông Tám lo đám ma của một người thanh niên, nghe nói mới chết hồi sáng vì bị đột tử. Nghĩ cũng lạ, còn trẻ mà chết vì đột tử là rất hiếm. Sau giờ khâm liệm là phải chờ tới tối mới khiêng hòm đi chôn. Ông Tám được cử làm đội trưởng đội khiêng hòm. Nhưng khi cái hòm chỉ vừa mới được hạ quyệt, ông Tám Tàng đột nhiên cảm thấy sợi dây chuyền đang đeo ở trên cổ tự nhiên lại động đậy. Nó phát ra một luồng ánh sáng mờ nhạt chiếu vào cái hòm còn chưa được lấp đất. Rồi ông Tám vô tình nhìn thấy ở bên trên nắp hòm có một luồng khói đen xuất hiện. Nó có hình thù giống y như một đứa trẻ con còn nhỏ xíu. Ông Tám lúc này mới nhớ ra, đúng là cái thứ mà ông đã nhìn thấy hôm qua ở trong đám ma của gia đình bà Thúy Liễu. Lúc đó, nó chui ra từ bên trong khuôn miệng cái xác chết
của chồng bà. Ông Tám biết là đã gặp phải cái thứ ma quỷ gì rồi, nhưng vẫn im lặng coi như không, vì chẳng biết nó có làm hại tới mình hay không. Lỡ xui xui mà la làng, nó phóng lên đớp vào đầu một cái là coi như trời cứu. Tối đó, ông Tám cùng thằng Phụng quay về trại hồn, nhưng tuyệt nhiên không hề hé răng nói với ai về chuyện mình đã nhìn thấy, kể cả thằng Phụng. Bà Út Nga móc trong túi sách ra, đưa cho hai chú cháu một xấp tiền để trả công. Rồi bà than thở. Xóm mình giờ chết trẻ nhiều quá trời, không biết có bị gì hay không nữa. Ông Tám cà rỡn. Thì cô bán được nhiều hòm chứ làm sao. Bà Út Nga trừng mắt nhìn ổng, nhăn mặt nói. Trời đất ơi, chuyện người ta chết mà anh cũng giỡn được hả anh Tám? Tôi không có muốn làm giàu bằng cái kiểu thấy người ta chết thì vui vậy đâu nghe. Thằng Phụng nói chen. Thiệt, chú Tám nói về khía cạnh khác thôi mà cô. Hay là cô nghĩ một câu slogan cho chạy hòm đi, họ biết đâu nó thành thương hiệu đó. Bà Út Nga quay qua nhìn nó, không hiểu gì cho nên mới hỏi lại. Thằng Phụng giải thích một hơi, dường như bà cũng thấm được ý, rồi liền bảo hai người thử nghĩ cho mình một câu slogan để cho trại hòm có thể trở thành thương hiệu. Ông Tám Tàng suy nghĩ 3 giây rồi buộc miệng nói. Trại hòm Út Nga cứ chết thả ra không lo về giá. Sao cô thấy được không? Bà Út Nga vừa nghe đã hoảng sợ, bà xua tay lia lịa nói ông Tám tào lao, rồi lên tiếng đuổi hai chú cháu về. Về đến nhà, ông Tám đem chuyện mà ông nhìn thấy kể cho thầy Chính biết. Thầy nghe xong thì im lặng một chút, sau đó chậm rãi lên tiếng. Quỷ linh nhi. Ông Tám nhíu mày, nhưng vẫn không hỏi lại mà chờ thầy Chính nói tiếp. Theo tao đoán thì đó chính là quỷ linh nhi, chuyên môn đi hút sinh hồn của người vừa mới chết để thực hiện một việc gì đó. Có thể là tăng thêm sức mạnh hoặc là để tái sinh. Ông Tám Tàng nghe vậy thì đã hiểu được mang máng. Rồi đột nhiên thầy Chính đưa đôi mắt lúc này đang rực sáng nhìn con rể, làm cho ông Tám giật mình. Thầy hỏi gấp. Còn một cái đám mà nữa ở đâu? Đã chôn chưa? Ông Tám ấp úng. Con không biết. Mà để làm chi vậy cha? Thầy Chính nói. Nếu tao đoán không lầm thì nó sẽ xuất hiện ở trong cái đám mà đó để hút sinh hồn chưa qua 7 ngày của xác chết đó. Rồi sao? Ông Tám vừa hỏi dứt câu thì đã bị thầy Chính sáng cho bạc tay. Thầy trợn mắt lên chửi. Cái thằng ngu này, thì để tới bắt nó chứ để làm gì? Ông Tám bị ăn một cái bạc tay, liền tỉnh ngộ. Ông tự nói trong lòng là tại do mình số khổ, sống chung với hai cha con có dòng máu chó điên. Ông Tám Tàng lúc này sực nhớ ra thằng Phụng. Ông phóng chạy qua nhà nó để hỏi thăm dò. Thằng Phụng cho biết cái đám ma còn lại cũng ở gần đây, mà khuya hơn một chút nữa mới chôn. Ông Tám nghe vậy thì ngay lập tức chạy như bay về nhà để thông báo cho ông thầy Liêm Chính. Thầy Chính lại vác túi đồ lên vai, chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì ông Tám Tàng đòi theo. Rồi khi hai cha con vừa bước ra khỏi cổng lại gặp thêm thằng Phụng. Nó hồ hởi nói. Con đi nữa, giờ tự nhiên nghe đi bắt ma là khoái. Chắc mày mốt con đi theo thầy Chính để tầm sư học đạo luôn quá. Ông Tám nghe vậy thì trề môi. Ông nói. Đi đi. Rồi để 2 lít rượu ở nhà bị thằng khác nó uống à. Thằng Phụng nghe xong chột dạ. Nó cũng biết là ông Tám đang có hàm ý gì, nên nín khè, không nói nữa. Thầy Chính lúc này mới khoát tay. Đi thì đi lại, tao không có truyền lợi cho đứa nào hết á. Tụi bay toàn ngu lâu dốt bệnh thôi. Nói xong, thầy nhanh chóng bỏ đi. Thằng Phụng lao lên đi trước. Nó nói.
Con biết chỗ đó, để con dẫn đường cho. Vậy là nó lao đi như một cơn lốc. Thầy Chính với ông Tám đi theo phía sau. Tới nơi, cả ba người mới đứng từ xa nhìn vào bên trong ngôi nhà, chỗ tang lễ. Dịch vụ mai táng này cũng là của trại hòm bên bà Úc Nga, nên chỉ toàn người quen. Nhưng thầy Chính không muốn xuất đầu lộ diện. Thầy chỉ kêu hai người đi vào bên trong, giả bộ hỏi chuyện bình thường. Còn riêng thầy thì vẫn đứng ở bên ngoài chờ đợi. Thầy đưa cho ông Tám Tàng một cái hũ nhỏ bằng sứ, căn dặn: mày vô trong đó, khi nào thấy nó xuất hiện thì lấy bột ở trong cái hũ này rắc lên người nó, xong rồi đi ra đây. Ông Tám Tàng cầm lấy cái hũ, dần dạ lia lịa, rồi theo thằng Phụng bước vào bên trong. Lúc này cũng đã gần tới giờ chôn rồi. Cả đội đạo tỳ đang chuẩn bị hành lễ để nhấc cái hòm lên, thì ông Tám Tàng mới đi lại chỗ của thằng Điền, nói nhỏ gì đó với nó. Chỉ thấy thằng Điền gật đầu, sau đó nhường chỗ lại cho ông Tám. Tiếng trống lúc này vang lên liên tục, hòa vào cùng với tiếng khóc than của thân bạn quyến thuộc gần xa để đi theo cái hòm, đưa tiễn người chết về nơi an nghỉ cuối cùng. Ông Tám trong lúc hạ quyệt, mắt cứ nhìn đăm đăm xuống nắp hòm chờ đợi. Quả thật, thầy Chính đoán không hề sai chút nào. Luồng khói đen mang dáng dấp của một đứa trẻ con ngay lập tức xuất hiện. Lần này, nó đã rõ ràng hơn một chút. Ông Tám nhìn thấy khuôn mặt của nó y hệt như một con chồn, với cặp mắt xanh lè, cái miệng nhọn hoắt, mặt mày thì đầy lông lá. Ông Tám Tàng giống cũng có bản tính gan lì nên không sợ. Phần gì nghĩ con quỷ linh nhi này nó sẽ không biết là mình thấy nó. Phần gì có ông già vợ đang ở đây nên ông cũng cảm thấy vững tâm hơn. Ông Tám lấy trong túi ra cái hũ sành, nhận ra đó chính là một chu sa, nên rất nhanh chóng ông rút ra tay, rồi cầm lấy một nắm, giả bộ bưng quơ, ném vào người con quỷ nhỏ. Mọi việc xong xuôi, ông Tám liền giao lại mọi thứ cho thằng Điền, rồi ngay lập tức cùng với thằng Phụng Lát chạy nhanh ra ngoài. Thầy Chính đang đứng chờ sẵn, nhìn thấy thằng con rể của mình lúc này chạy ra thì liền lên tiếng dục: đi thôi, nó đang đi về hướng đông. Sao cha biết? Thầy Chính xốc lại cái túi đồ, vừa bước đi vừa trả lời ông: tao đã rắc một chu sa lên người đó rồi, nó đi đâu thì đều sẽ để lại dấu vết thôi. Thằng Phụng Lát cũng coi dò chạy theo hai cha con thầy Chính. Cả ba người đi tới một cái miếu hoang nhỏ xíu nằm bên cạnh một con kênh. Nghe nói cái miếu này ngày xưa để thờ một đứa nhỏ té sông chết, nhưng lâu rồi không có ai thờ cúng hay quét dọn gì, cho nên nó mới bị bỏ hoang cho tới bây giờ. Thầy Chính bất chợt dừng lại, nhìn chăm chăm vào bên trong ngôi miếu bằng một ánh mắt dò xét. Ông Tám trông thấy thái độ đó của cha vợ thì liền nhướng mày, ông hỏi: sao vậy cha? Thầy Chính không trả lời, khuôn mặt đột nhiên đanh lại, rồi bất ngờ lấy ra chiếc kính bát quái, vẽ bùa lên, giơ thẳng vào bên trong miếu. Một luồng ánh sáng vàng chói phát ra, mang sức nóng kinh khiếp, rọi vào, làm cái nóc miếu bốc lên những cụm khói đen ngùn ngụt. Một tiếng kêu ré lên xé tan cả màn đêm tĩnh mịch lúc này. Thầy Chính tay bất ấn, miệng lầm rầm độc chú, rồi đưa ngón tay lên, cắn một phát đến phụt cả máu. Thầy tiếp tục lấy ra một lá bùa, chì chích những dòng chữ Hán tự, thấm máu của mình lên đó, rồi phun từ miệng ra một đốm lửa nhỏ để thiêu đốt. Đoạn thầy ném lá bùa đang cháy đó, cho nó bay thẳng về phía cái miếu, rồi hét lên: tiểu quỷ, còn không mau hiện thân cho ta. Ngay lập tức, một cái bóng đen bất thình lình xuất hiện. Nó phát ra những tiếng kêu en ét với một thân hình chỉ bằng đứa trẻ lên ba. Con quỷ linh nhi bị đạo bùa của thầy Chính thiêu đốt, lúc này cũng đang quặn mình lên đau đớn. Nó quắt hai con mắt xanh lè nhìn thầy Chính, miệng thở hắt ra từng làn khói đen,
phả vào trong không khí. Thầy Chính mỉm cười, đưa tay chỉ thẳng vào mặt con Quý Linh Nhi mà gằn giọng. Giỏi, chỉ là một đứa quắc con thôi mà cũng dám tác quái lộng hành sao? Con Quỷ Linh Nhi cũng chỉ là một đứa trẻ con nên chắc chưa biết nói. Nó cứ bay lòng vòng xung quanh cái miếu, miệng há ra khù khè. Thầy Chính không chần chừ, lập tức dùng kính bát quái tạo ra ánh sáng, mang theo sức nóng của ngọn lửa diệt tà, liên tục rọi vào nó, thiêu đốt nó đi. Quỷ Linh Nhi bị trúng đòn, nó kêu ré lên vài tiếng, rồi bất ngờ lao dục đi. Ông Tám Tạng nhìn thấy thì liền vỗ vỗ vào vai của ông già vợ. Ông hét lên: Nó chạy rồi kìa cha. Thầy Chính bực mình quay lại, quát vào mặt ông Tám: Tao có bị mù đâu mà không thấy? Ông Tám im bặt. Thằng Phụng lát lên tiếng: Giờ sao thầy? Thầy Chính bình thản đáp: Cứ lần theo dấu vết đi, nó bị trúng đòn của tao rồi, không có đi xa được đâu, đi thôi. Ba người lại tiếp tục lần mò trong bóng tối. Cuối cùng, thầy Chính dừng lại ở một nơi mà cả thằng Phụng và ông Tám đều phải giật mình thảng thốt, rồi quay mặt lại nhìn nhau, vì nó quá quen thuộc. Đó chính là trại hòm của bà Út Nga. Thầy Chính hất hàm: Đó ở bên trong đó. Trại hòm lúc này đã đóng cửa, xung quanh tối om. Thằng Phụng vì là lính ruột của bà Út Nga nên được giữ chìa khóa, nhưng lúc này vì muốn bắt cho bằng được con Quỷ Linh Nhi nên nó đành phải mạo muội tra chìa vào mở cửa, điều mà từ trước tới giờ nó chưa từng làm, mặc dù rất được sự tín nhiệm và tin tưởng của bà Út Nga. Hai cha con thầy Chính đi theo phía sau nó, lẳng lặng tiến vào. Thầy Chính lại dùng bát quái để soi ra chỗ ẩn núp của con Quỷ Linh Nhi. Ánh sáng từ bên trong chiếc kính lập tức quét đi một vòng, rồi cuối cùng dừng lại ở bên trong một hốc tường loang lổ. Thầy Chính cẩn thận bước tới. Nhưng đang di chuyển thì vô tình đụng phải một chiếc hòm không đậy nắp. Thầy liếc mắt vào bên trong chiếc hòm để xem xét. Sau vài giây, không biết là đã nhận ra điều gì bất thường mà khuôn mặt của thầy đanh lại. Ông Tám cũng nhìn thấy biểu hiện đó. Ông hỏi: Có chuyện gì vậy cha? Thằng Phụng lát cũng tò mò, nhưng thầy Chính không trả lời mà khoát tay ra hiệu cho hai người dòng ra phía sau để yên cho thầy tác nghiệp. Bức tường ở phía trước mặt của ba người nhìn vào rất cũ kỹ, thậm chí còn có cả rêu xanh bám đầy. Lại nằm trong góc khuất nên bình thường chẳng có mấy người chú ý tới. Thầy Chính cẩn thận đưa tay chạm vào bức tường thì đột nhiên một tiếng tách vang lên. Một cánh cửa nhỏ xíu ngay lập tức mở toang ra ở phía dưới. Một cánh cửa nhỏ xíu ngay lập tức mở toang ra ở phía dưới. Thầy Chính dùng kính soi vào thì thấy có một xác hài nhi đã khô quắp từ bao giờ. Nó đen thui nhăn nhúm nhưng vẫn còn trông thấy rõ được hình dạng của một đứa trẻ, chắc chỉ được tầm vài tháng tuổi. Thầy Chính đưa tay xuống cầm lấy cái xác lên, đoạn quay lại mỉm cười nói với hai người đang đứng ở phía sau lưng: Thì ra là có người thờ phụng hả? Hèn gì mà ma khí của nó lớn đến vậy. Ai thờ? Thầy Chính không vội trả lời, lập tức dùng một lá bùa của bản môn niệm chú rồi đập thẳng vào cái xác. Chỉ nghe thấy một tiếng kêu ré lên thất thanh rồi im bặt. Ngay lúc này, có một ánh đèn pin từ bên ngoài rọi vào, kèm theo tiếng thét của ai đó, giọng điệu vô cùng tức giận: Tại sao ông lại giết con tôi? Đồ tàn ác! Một bóng người lao tới,
chộp lấy cái xác của đứa trẻ ở trên tay thầy chính, rồi bật khóc nức nở. Cả ông Tám và thằng Phụng lúc này mới giật mình nhận ra đó là bà Út Nga. Bà đang ôm ghì lấy cái xác của con quỷ Linh Nhi vào lòng mà kêu khóc. Hai người không hiểu chuyện gì, chỉ có thầy chính là chậm chậm bước tới, nhìn bà Nga gằn giọng. Chính là cô, người đã nuôi nấng và thờ phụng nó. Tôi nói không sai chứ? Bà Nga lúc này vẫn đang kêu khóc, hoàn toàn không để ý tới lời của thầy chính. Ông Tám Tàng vì tò mò và chưa hiểu gì, liền mở miệng hỏi. Chà, rốt cuộc là sao? Cả thằng Phụng nữa, nó cũng đang cùng thắc mắc với ông Tám. Thầy chính lúc này đưa mắt nhìn bà Út Nga, cất giọng đều đều, nhưng là để giải thích cho tất cả mọi chuyện. Đó là con của cô ta. Cô ta mới sái thai, nhưng không buồn bỏ, mà muốn giữ lại cái xác của đứa trẻ để thờ phụng, rồi luyện nó thành quỷ linh gì, để cầu mong một ngày nào đó nó có thể tái sinh. Chính cô ta đã lợi dụng chuyện thần trùng bắt người để cho nó đi hút sinh hồn của người chết. Vì thần trùng chỉ ăn xác chứ không có ăn hồn, nên phần đó hiển nhiên sẽ thuộc về con quý linh nhi này. Còn nữa, quan tài từ xưa tới giờ đều được đóng bằng mấy cây đinh, gọi là đinh tồn tử. Nhưng mà cô ta lại đóng tới 9 cây đinh, đó là việc làm ác độc. Cô ta muốn giam giữ sinh hồn của người chết ở trong cái quan tài, để cho con quỷ linh gì kia dễ bày mà tới ăn đó. Ông Tám và thần Phụng còn chưa kịp định hình lại câu chuyện thì ở bên ngoài lại có một bóng người xuất hiện. Đó là chồng của bà Út. Ông ta tiến vào với nét mặt xa sầm và dường như cũng đã nghe thấy hết những câu nói vừa rồi của thầy chính. Ông đứng ở trước mặt bà Út, bất ngờ giật phăng cái xác của đứa trẻ ra khỏi tay bà. Giọng của ông vút cao, vang lên lồng lộn giữa trại hòm trong đêm tối. Bà điên rồi, tại sao bà lại có thể hành động như vậy? Bà không giết người, nhưng cũng đã làm chuyện thất đức. Bà không sợ bị quả báo sao? Bà Út Nga khóc nghẹn. Có lẽ vì quá thương con nên bà mới dám làm ra cái chuyện động trời này. Trước lời chất vấn của chồng và nỗi đau mất con thêm lần thứ hai, bà Út khóc xong thì đột nhiên thét lên, ôm lấy đầu chạy ra khỏi trại hồn. Chồng của bà phải đuổi theo, bởi lúc này bà đang vô cùng kích động. Rồi nghe đâu vài tháng sau,